Tiếp tục những thông tin liên quan tới vụ sập cầu gành ở Đồng Nai. Để đáp ứng việc trung chuyển hành khách và hàng hóa từ Đồng Nai lên thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, ngành đường sắt đã lên kế hoạch lập 3 ga trên địa bàn tỉnh này. Cùng với đó thì Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã tăng cường lực lượng cho các ga này để đáp ứng việc phục vụ nhu cầu của người dân cũng như là doanh nghiệp. Bà Trần Thị Cư, trạm trưởng trạm vận chuyển hàng hóa ga Sóng Thần, Bình Dương cùng nhiều nhân viên khác vừa được cử xuống ga Hố Nai để hỗ trợ công tác bốc dỡ hàng hóa. Do chật hẹp, việc tiếp nhận hàng hóa ở Hố Nai đang bị chậm hơn. Một ngày chỉ giải quyết được một đoàn tàu chở hàng. Thì chúng tôi đã cử một cái bộ phận, một cái tổ chuyên trách ở dưới trạm vận tải hàng hóa Sóng Thần lên đây để trực tiếp phụ trách công tác xếp dỡ và đôn đốc dỡ hàng để làm sao mà cái đoàn tàu chuyên tuyến này bắt đầu về thì phải xếp dỡ trong từ sáng mà cho đến 0 giờ đêm thì phải dỡ xong và xếp xong để chuyển bánh đi ra phía Bắc để đón các đoàn tàu khác về. Cùng với tăng cường nhân viên, dự kiến trong vòng 20 ngày tới, ngành đường sắt khẩn trương cải tạo, lắp thêm đường xếp dỡ tại ga Hố Nai, Trảng Bom để đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng hóa. Còn hiện tại, năng lực của ga Hố Nai, Trảng Bom chưa đủ phục vụ. Tôi đang đi khảo sát để mà có những cái giải pháp mà nâng cao cái hạ tầng ở đây, ví dụ như thêm đường, thêm khả năng bốc xếp ở đây, và Trảng Bom để cho cái giải phóng. Việc khắc phục cầu gành cần phải có thời gian. Với phương án xây dựng vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cũng phải mất từ 3 đến 4 tháng mới xong. Do đó, để giải tỏa hàng hóa, hành khách thì việc cải tạo, nâng cấp các ga làm địa điểm trung chuyển như Hố Nai, Trảng Bom là giải pháp gần như duy nhất hiện nay.